Chào các bạn, sáng nay mình chuẩn bị đi Bến Tre. Bữa nay là 24 Tết rồi đó các bạn. Hôm qua công ty mới ăn đưa ông táo gì trời. Hôm nay công ty mình nghỉ nhưng mà anh chị em nào mà còn lịch thì vẫn đi làm. Còn giống như mình còn giấy mời đi làm việc thì vẫn phải đi. Đáng lẽ hôm nay là trong cái vụ hình sự này nó có hai luật sư là mình và chị luật sư phó giám đốc đó. Nhưng mà hôm nay chị đồng thời có một cái vụ việc ở dưới Vũng Tàu, cho nên là chị đi Vũng Tàu, còn mình thì xuống Bến Tre mình. Cho nên là mình không có đi chung với chị được. Và hôm nay là mình thuê xe mà ở trong công ty. Lâu lâu mà đi công tác xa mà không có đi chung với chị luật sư được thì mọi người sẽ thuê xe. Tiền thuê xe thì sẽ được tính vào chi phí sau này, được trừ ra khi mà tính thù lao luật sư đó. Đứng đây chờ một chút, chờ anh xe của mình tới. Bình thường mà ví dụ những cái vụ quán gần gần ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Long An, Đồng Nai mà gần gần thì mình vẫn có thể tự chạy xe máy và... Nhưng mà đối với những cái tỉnh xa như là Bến Tre hoặc là những cái khúc xa của Long An rồi Bà Rịa Vũng Tàu đó, mình chạy xe máy không có đuối lắm, cho nên là xa xa mình sẽ thuê xe. Thuê xe thì sau này sẽ được trừ chi phí ra trước khi mình trả thù lao luật sư nên không sao. Hy vọng hôm nay là có cái clip gì hay hay thì mình sẽ quay để các bạn coi nghe một ngày đi vòng vòng của mình như thế nào. Dự định là sẽ đi tới Bến Tre các bạn, nhưng mà hồi nãy bữa nay lần đầu tiên cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận khai trương rồi, anh tài xế mình đi hút luôn xuống tới Mỹ Thuận, giờ vòng về anh đang giống như là chúng ta đi trải nghiệm đường mới, đi Bến Tre mình xuống tới Mỹ Thuận luôn rồi nè. Chào các bạn nha, sẵn trong thời gian mà chưa tới Bến Tre đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu. Cuối năm mình nói về mấy cái khó khăn mà mình hay gặp ở trong quá trình mình làm một số vụ án đó. Thì mình cũng từ lúc mình vào công ty luật tới giờ thì mới có hơn 5 rưỡi thôi, thì nó có thể là nó chưa có gặp nhiều cái trường hợp giống như người khác, nhưng mà mình cũng gặp nhiều cái khó khăn mà mình chia sẻ với các bạn. Thấy là mai mốt mình đi làm luật sư á, biết đâu là chúng ta sẽ hình dung được là khó khăn quá, có những cái chuyện mà chúng ta không có thích nghi được với nó, thì cũng có cái để suy nghĩ. Ví dụ như là trong mấy cái vụ án về tranh tụng, trong những cái vụ án thì có thể có những cái nhóm chính như là vụ án về hình sự nè, về hành chính, dân sự, rồi lao động, rồi kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình các kiểu. Thì tương ứng với từng cái nhóm vụ việc như vậy thì các bạn sẽ có những cái khó khăn đặc trưng riêng của từng cái vụ đó. Ví dụ như trong quán hình sự các bạn, nếu mà các bạn tham gia một vụ án ngay từ đầu giống như mình hôm nay đi tham gia mấy cái buổi hỏi cung đối chất ngay từ đầu đó, thì các bạn đã nắm cái hồ sơ đó từ rất là sớm, và khách hàng của các bạn nó trong một cái vị thế là họ có luật sư thì nó không có giống như là từ đầu đến cuối họ chỉ tham gia có mình. Khi mà luật sư tham gia giai đoạn cuối chuẩn bị xét xử thì cái hồ sơ nó xong hết rồi, thì lúc đó nó cũng rất là khó khăn. Còn trong một cái vụ án về dân sự, thường những vụ án dân sự mà ví dụ tranh chấp đất đai, ví dụ có 1-2 ngàn m² mà giá trị vừa phải, các bạn sẽ thấy nó không có cái vấn đề gì mà nó đáng e ngại. Nhưng mà thường đối với những cái tranh chấp mà diện tích đất lên đến hàng chục ngàn mét vuông, hoặc là những cái căn nhà, những cái vị trí đất rất là giá trị, thì lúc đó là có khi các bạn tham gia một án, các bạn sẽ cảm thấy một cái vấn đề đó là có khi người ta không có, có khi cái chuyện câu chuyện mà pháp lý là nó có xếp sau một câu chuyện lợi ích. Cho nên nhiều khi mà nếu như mà ai đi làm theo cái phong cách là chúng ta chỉ dựa vào lẽ phải, dựa vào căn cứ pháp lý, dựa vào sự thật, có khi cái bản sơ thẩm ra các bạn đọc rồi các bạn
khi mà giá trị tranh chấp đạt đến một cái mức cao thì có khi là cái câu chuyện mà pháp lý lẽ phải sự thật nó sẽ được xếp sau câu chuyện lợi ích. Nhưng mà có nhiều cơ hội chứ không phải là cuộc đời này ai cũng như vậy. Sơ thẩm mà chúng ta không vừa ý thì lên phúc thẩm thôi. Phúc thẩm đó là một cơ hội để xem xét lại bản sơ thẩm, và những cái người mà họ ra những cái bản án, ra những cái quyết định mà nó không có dựa trên hồ sơ, không có dựa trên sự thật khách quan về quy định pháp luật, có khi thì bản án bị hủy. Án bị hủy thì những cái người mà xử cái bản án đó họ có liên quan đến những cái trách nhiệm trong nghề nghiệp, ví dụ như là không họ sẽ không được tái bổ nhiệm thẩm phán nếu như mà trong một cái nhiệm kỳ 5 năm của họ mà họ bị án hủy nhiều quá đó. Cho nên là tới chỗ này các bạn nên đi làm luật sư mà gặp những cái thẩm phán nào mà hơi già già chút rất là sợ, bởi vì trong những nhiệm kỳ cuối, đặc biệt là nhiệm kỳ cuối cùng của họ, họ không còn cái áp lực về việc là có bị hủy án hay không. Cho nên là gặp những cái trường hợp mà người ta đúng hết thì mình không có sao rồi, nhưng mà gặp những trường hợp mà họ làm những cái việc sai trái đó, thì họ không có còn sợ cái áp lực bị hủy án thì cũng rất là khó khăn cho mình trong quá trình làm việc. Còn đối với những cái vụ án như là vụ án hành chính, ví dụ như là khởi kiện một cái quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đi, thường các bạn trong mối quan hệ trong nhà nước thì giữa ủy ban tòa án, nói theo quy định là tòa án là một cơ quan độc lập, nhưng mà về mặt tổ chức, về quan hệ trong cơ quan nhà nước các kiểu thì họ vẫn có những cái mối quan hệ như kia nọ, cho nên cái việc mà họ xử công tâm hay không nó bị ảnh hưởng các bạn. Thì cái người bị kiện sẽ là ủy ban nhân cấp tỉnh, hoặc là chúng ta kiện chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh thì các bạn biết rồi đó. Cho nên cấp sơ thẩm ở tòa án cấp tỉnh thường họ cũng e dè, nó hết tất cả mọi trường hợp thì không phải, nhưng mà mình nói đó là một cái ý mà khó khăn mà các bạn có thể gặp trong một cái vụ hành chính. Về tranh chấp mà trong nội bộ gia đình nó cũng rất là căng thẳng, có khi là anh chị em tranh chấp nhau rồi nó không nhìn mặt nhau luôn, và có khi là mâu thuẫn người ta đánh nhau luôn. Cho nên là nhiều khi nhận một số vụ án về tranh chấp hôn nhân gia đình mà nó có mâu thuẫn nội bộ rất là căng thẳng thì trong quá trình đi làm mình cũng nên quan sát, nên chú ý một chút để đảm bảo an toàn cho bản thân. Có khi là mình làm đúng nhưng mà người ta không có hiểu, người ta chỉ muốn nhìn nhận về cái góc độ là người ta thấy lợi ích của người ta bị xâm phạm và người ta cứ phản kháng, và người ta giống như là người ta không có thích luật sư đó, cho nên nó cũng có một số chuyện nguy hiểm. Nãy giờ mình kể các bạn sơ sơ là một số khó khăn mà mình gặp đó. Nói về giờ giấc làm việc hoặc là mức độ khó, mức độ hồ sơ nhiều thì mình không có cảm thấy là trở ngại nhiều các bạn. Mình chỉ cảm thấy trở ngại là cái cách người ta làm việc. Có khi là nếu mà người ta làm việc tất cả dựa vào chuyên môn, dựa vào quy định pháp luật thì cho dù hồ sơ khó khăn như thế nào, công giờ giấc hoặc là đi lại khoảng cách xa sao, chúng ta cố gắng đều vượt qua. Nhưng mà đối với khó khăn về con người, về những cái yếu tố là con người tạo ra thì khó, nó rất là khó để mà chúng ta tìm cách để ứng phó. Người ta nói gì, lòng người khó đoán, cho nên là chúng ta đoán là người ta sẽ làm cái này nhưng mà thực tế người ta lại tìm những cách khác, lại gặp những trường hợp khác chúng ta không có phản ứng kịp đó. Nói chung là câu chuyện lòng người là một câu chuyện rất là khó khăn, đặc biệt là trong nghề luật sư nha. Chia sẻ sơ sơ với các bạn về mấy ý vậy thôi. Còn một chút đi xuống tới Bến Tre, mình sẽ tham gia một buổi đối chất cho mỗi hình sự, và hôm trước mình có ghé nhà một cái anh luật sư ở trong văn phòng rồi, anh bữa nay anh bán hoa bán mai đó, nhưng mà bữa nay thì không có ghé nhà anh nữa, coi là anh có đến gặp chỗ công ty đó không, bởi vì anh cũng cùng làm trong cái hồ sơ này nhưng mà anh không phải là luật sư bào chữa thôi. Mình đã tham gia buổi đối chất xong các bạn, từ 1 giờ tới giờ 4 giờ luôn, 3 tiếng ngồi ròng rã, giờ xong rồi mình sẽ đi về thành phố ăn Tết. Là bữa nay xong rồi đó, mình sẽ không còn lịch đi tòa nữa. Hôm nay là 24 Tết rồi, hy vọng là năm mới sẽ có nhiều vụ án, luật sư Đàm có nhiều vụ án hơn thì mình sẽ quay và kể cho các bạn nghe nha. Giờ mình đi về đây, xe tới rồi. Nãy giờ là gần tiếng rồi. Vẫn chưa qua khỏi cây cầu đó. Vậy
giờ tính ra mới đi được chưa được 10 cây số.